cái nghiệp khổ là do con đã hết phước nên con nghèo, nên đó mẫu nói là giàu ta ở tiêu tam toàn ngọc lộ, thấy chúng con đau khổ đau yên, linh căn là giống rồng tiên hay thiên lập địa xuống miền trần lao, nên có đứa sang giàu đủ phước, có đứa thì nghiệp trước khổ nghèo sát trần, mẫu phải nương theo mượn hàng trăm thể, giàu nghèo cũng thương, đâu phải mượn một thể đâu, triệu triệu người mẫu mượn hết. Con hiểu không? Theo cái giọng như vậy thì con phải lấy cái tâm đức trí tuệ con soi nó, con soi nó coi cái giọng con đúng hay sai, cái giọng đúng cho nó đúng thì cho nó ra căn. Giống như bây giờ đúng á, cái người đó bây giờ con không có tu mà cái con đời nó cái xác không tu, cái xác làm biến quá, bây giờ con hành nó thì con cho nó bước vô, tại vì con không tu mà cái xác, cái hồn này nó tu thì con cho bước vô, rồi con hỏi tại sao quý vị chỉ con, rồi con gian giái sinh, thì từ từ khi con biết được thì cái huệ con nó tới, nó không bao giờ con bị mê lầm hết, tự mở tự khai tự biết tự thấy, vậy thì con mới gọi là mở ba la mật, tức là mở trí tuệ bát nhã đó. Con tụng kinh hoài con nói yết đế, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tăng bà hà, con biết không, bồ đề là vững chắc, yết đế là trí tuệ, đại đạo sanh trí huệ, sanh gốc gọi bồ đề, nó không có ngã, tức là cái đạo mà con đã hiểu rồi, con biết rồi thì nó sanh ra vững chắc bền bỉ. Ai kêu cái gì mình cũng không sa ngã hết, mà khi con xu hướng con không biết thì con mới sa ngã. Như vậy thì các con đây 5-7 đứa, nếu mà không có chuyển căn có gặp được cô không? Không gặp. Từ Đà Nẵng, từ ở Huế, từ ở Hà Nội, nó thời gian rất xa, nhưng mà vì sự mến mộ cô Lý mà tới gặp. Thì bây giờ cô á, hằng ngày á, cô nói đây trên mạng cộng đồng của này cái gì cô cũng Dương Cầm, Dương Cầm quay luôn. Bây giờ tụi con có duyên gặp cô mà cô tiếp con coi con có đủ duyên để tiếp không nữa. Tại vì cô đã già rồi, 70 tuổi, con thấy thời gian con buồn, con đi ăn được bữa cơm, con đi ngủ, còn cô nè, hết đòn này tới đòn kia rồi tới điện thoại nữa. Mà khi cô giảng giải, cô nói cái thân còn bị lạc á, đừng nói có người cô mà không có bề trên độ thì cô chết trước tụi con đó. Nhưng mà tại sao vì ở trên mình có sứ mạng mà những người đến cô không từ xa gần là người ta đã mến mộ mình, người ta đã thương yêu kính trọng mình, người ta đến dầu cô mà có già, cô nói không nổi cô cũng phải ráng nói một vài lời. Nhưng mà tụi con đứa nào mà cô hạnh phúc nhất, cô mừng nhất là nói biết nghe và hiểu, cô không thấy cực. Còn cái chuyện ăn uống bao nhiêu người, bây giờ một ngày có khi không có tiền, có khi ngày ta cho mấy triệu, cô cho mấy con ăn, đặng mấy con tu tập. Cái phước này cô giống như ăn một cái cây, con chặt một cái cây nó lên 5-3 cái thược, hái một cọng rau ăn chay, tại sao có phước, con hái cọng rau nó lên mấy cái thược, phải đúng không? Còn con chặt cái đầu con gà, con vịt, con cá, nó không có. Nhưng nói vậy, không phải là cái người ăn chay mà được hết, ăn mặn mà không được. Ăn mặn Đức Phật hồi xưa cho mình ăn ngũ tình dục, ăn con vật chết. Bây giờ cái xã hội này đó, con người người ta phải làm theo cái một nhân quả của thời gian. Thì bây giờ con này nó đầu thai con heo đó, nó giết người, bây giờ nó phải bị người giết lại, có đồ tể. Rồi con cá, nó là giống một sinh vật rồi, nó phải sanh ra con cá, mà nó khi nó bỏ cái xác con cá lâu ngày, nó mới từ cái chỗ mình mới chuyển đầu thai, giống như mới bàn cổ sơ khai tự đương tôn âm dương thị khí có hồn phối, mới bằng đầu mình là lại thấp xanh là cây cỏ nè, mới biến thành côn trùng thỏ mộc, mới là quá xanh, rồi mới biến thành thai xanh, mới thành ra đó làm nõn sạch, nõn thành là lại sinh chính, rồi mới sanh thai xanh. Như vậy thì con người nó có tiến hóa, con cá con vật nó cũng có sự tiến hóa của nó. Như vậy thì con người nào mà còn nuôi cha dưỡng mẹ nè, làm ăn cày cấy ruộng đồng sản xuất nông nghiệp công ty, con cứ ăn mặn bình thường không cần ăn chay. Bây giờ ăn chay con thành Phật, con không biết có thành không, khi con chết dành nên tới chết biết con có thành cái gì chưa, con có độ chưa, chưa biết. Mà con ra con làm được công ty, con làm được tổ trưởng thôi, con có 10 người thôi, 10 người một người nuôi được 4 người, ở một gia đình nó được 40 người, con chỉ cho người ta làm được ăn học thành tài, con đã làm Bồ Tát rồi, con độ người ta rồi, con khỏi tu. Nên bác sĩ mà có tâm đức là Bồ Tát sống đó, là cũng như lương y như từ mẫu. Con làm thầy thuốc, con không có cần con làm giỏi đâu, mà con có đức độ rồi, cái bệnh nghiệp con tới nó bệnh nó phải đau nhất nè, rồi nó phải tê hoặc là có bệnh này bệnh nọ, mà con có đức độ rồi con lại con xin thôi,
con giái trời Phật thánh thần cha mẹ bề trên hộ trì cho con, giúp cái bệnh này được hết. Thì cái nghiệp này để cái đứa con ta lui, con chỉ lại gờ gờ bóp bóp cho uống thuốc cảm đồ cái hết. Rồi nói còn cái mà cái nghiệp người ta con không có tôn trọng người ta, bây giờ con thiếu nợ người bên xã hội đen ta mới đầu, con không hỏi người ta đâu đầu, mà lại con nói nó tình cảm nó rút về nó đâu có, còn lại con không trả nó, mày nói mày trả hội xã hội đen mày cho tiền tao mắc quá, bây giờ tao không trả, nó đánh con. Còn bây giờ cái bệnh cũng vậy, bây giờ mình làm thầy mà mình biết tôn trọng nó thì cái nghiệp nó phải rút con. Như vậy thì bây giờ lúc nè muôn thu thiên định nhất kỳ đến ngày trả quả mị bên tay, cái lúc này là cái cơ trả quả và cơ tận diệt, thì đó là để cho chúng sanh thấy có người giác ngộ tu hành, có người hết kiếp để tiến hóa. Như vậy thì con ăn mặn nuôi cha dưỡng mẹ phải gánh vác tinh thần đạo đức như chiến sĩ, người ta phải ở tiền tuyến bảo vệ quê hương đất nước. Cái người chiến sĩ cô trọng giống như một vị Bồ Tát và một vị Thánh Tăng vậy. Tại sao? Không có người ta chết sống trong đàn tin mũi đạn, giữ gìn biên cương biên thổ, con hôm nay có được ăn ngon ngủ tốt không? Nghĩa là bây giờ tại sao con trọng Phật trọng Tăng mà chiến sĩ con không trọng? Có người không cho thờ chiến sĩ, không thờ gì hết. Sai. Tại vì con thờ nó ta không có ở đó nữa, có đôi khi người ta đầu thai mất rồi. Nhưng mà thờ một vị thánh đều là thầy này, Đức Quỳnh Giáo Chủ nó là tướng, đem cái tướng mà gạt đời đó là không nên. Còn bây giờ con kính Quan Âm cứ thờ Quan Âm, kính một vị nào đó cũng thờ, thờ là tôn trọng cái hạnh đức của ngài, thờ ngài Quan Thánh là tôn trọng ngài Trung Ca Nghĩa Khí, thờ một vị nào đó là sự tôn trọng và chiêm bái của mình, để mình học theo cái hạnh của người đó, để một ngày nào đó mà bây giờ mình còn là một chúng sanh, sau mình không gài lòng lực chúng sanh nữa thì mình cũng có một cái nguyện vọng là độ chúng được. Đó, bây giờ con mới ra làm thầy nè, bây giờ con chỉ lại gờ gờ bóp bóp gì mà con đưa thuốc cảm đồ bậy bạ, người ta đưa không hết mà sao nói trời tôi đưa cái hết à? Bởi vì con có tâm thì cái nghiệp người ta rút, và khi cái nghiệp rút thì con uống thuốc gì cũng hết. Có người ung thư không chết, có người không bệnh ung thư đột quỵ chút xíu chết à. Nên có người gũi có lâm bệnh ngặt nghèo thì sớm nè, sớm với chiều gắn ký nguyện cầu, rồi phải thanh tịnh thân tâm, rồi thuốc y học về, nghĩa là tây y đông tây y kết hợp coi cái nằm chịu, chưa chắc là thuốc tây không mà thuốc là tốt không mà kể là cứu đời được. Vậy thì những nhà giàu đâu có chết đâu, đúng không? Những nhà giàu chỉ có tiền nó đem thuốc rồi nhiều, chích mũi thuốc 1 triệu 2 triệu nó sống, rồi người nghèo chết hết. Như vậy thì cái sanh tử lão khổ này là do một cái giống của một con người trên cõi thế gian có xác thân, thì nó có từ một cái là tập đề nè, khổ đề nè, rồi mới tới đạo đề, mới tới diệt đề. Trong cái đó nên tập diệt khổ đạo, mình phải đi đúng một con đường, thì trong một con đường này nó có lối giải thoát. Con người giải thoát là con có tu rồi, cái khi con đau con chết con biết con hết cái thời hạn, con rất là hoan hỷ, con rất là vui, con cầu khi con sống đây để con trả hết nghiệp đời, con xịt sanh về cõi cực lạc hay một nơi nào cõi trời cõi người rõ con tính, thì con rất là thanh nhã. Nên có người không tu mà chết cứ nhớ tới cái của nè, của cải, sợ người này chia sẻ. Con thấy không, có người nằm nhà thương già quá trời luôn mà nằm sắp chết rồi mà móc tiền ra còn giấu nữa, biết rằng 10 ngày nữa mình chết nữa mà cũng phải giấu tiền. Đó là vì cái gì? Lòng tham con người không cảnh giác. Nên sẽ vì vậy mà Đức Phật mới ra mở ra đạo để tu. Thời gian của Đức Thích Ca gần truyền 2,000+ năm, kinh là Phạn ngữ, con người thì phải đi tới chùa. Nên cái chương trình đó để hồi thượng căn thượng trí thì khác. Bây giờ thì hạ căn hạ trí phải làm ăn nè, nuôi con dạy trẻ học hành. Có ngày con không có tiền để con đi, nghĩa là đi xe dầu tốn 50,000 con cũng không có tiền nữa. Nên ở Đức Quỳnh Giáo Chủ mới ra mới xà mới kêu con mới thờ tại gia, thờ Phật tại nhà. Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương hết chúng sanh ra sắc lệnh bảo tai trần dạy, thờ tam thế Phật, thờ cửu quyền. Đó là mình không có giáo. Còn nếu có giáo Phật giáo Hòa Hảo thì tôn chỉ hành đạo. Mình vô giáo mình phải trang nghiêm mà nghiêm túc à, thầy chỉ mình sao làm vậy không lệch. Còn ở ngoại giáo thì người ta làm gì cũng được. Giống như cô là Phật giáo Hòa Hảo, nhưng một ngày
cô nhận lệnh của mẫu đi vào cái chương trình của tâm linh. Thì cô có tâm linh là gì? Cái này là cái ngôi miếu nè, ở đây nó đa dạng giống như cái bến chợ hay là một cái siêu thị, nó bán đủ dạng hết. Như vậy thì cái căn nó theo Quan Âm, nó gặp Quan Âm, cái nó nói mẹ ơi mẹ à, nó khóc. Rồi theo đó là cô lại thờ Đức Quan Thánh, Đức Thánh Trọng. Cô còn đặt ngài Lý Thường Kiệt nè, Lê Văn Kiệt. Và nghĩa là bà Kim Giao, Kim Phụng, vợ của Vua Gia Long gì. Cái ngày ông đến, ông là một dân mạng thiên tử, ông về núi Cấm, ông cấm. Núi hồi xưa là núi Gấm, mà ông cấm bây giờ là nó cái danh, nó là núi Cấm. Đó. Thì sau này gọi là Thiên Cẩm Sơn, nó là một cái dãy núi ưu đãi thiên nhiên của miền Tây Nam Bộ của tỉnh An Giang đồng bằng. Lại là có bảy núi, có một cái nơi trụ thế xinh đẹp và một cái địa linh hoàn mỹ để cho tất cả bá tánh thập phương đến để tầm về con đường vô vi tâm linh. Như vậy thì con có vô vi, có tâm linh thì con lên con mới bắt được cái lòng sống của tâm linh. Còn con không có thì con giống Phật, Phật sẽ độ con, giống ma, ma sẽ độ, giống tiên, tiên sẽ độ, giống thánh, thánh sẽ độ, giống thần, thần sẽ độ. Con không muốn gốc đạo của Quan Âm Bồ Tát, con hành đúng đi, Bồ Tát cũng sẽ độ con. Đừng hỏi cô bà con có cái căn của ai, đừng có hỏi cái điều này. Điều này là con tối tâm lắm, bởi vì con hành giống cái gì giống đó sẽ độ. Bởi vì con người nó có một cái sự xây chuyển luân lưu của trời xã, thì xã tội của Đức Thượng Thiên, thì xã tội nay còn một lúc dân gắng tu đừng có hưởng nhờ, gặp giáng sinh trần cớ làm ngơ. Bây giờ cái xã hội đời á, bây giờ con biết cái chết chóc như vậy mà có khi á, nó sắp chết nó nói chết tao nhậu cho đã để chết nó, chứ không cũng chưa chịu giác ngộ. Bởi vì sự tu không có dễ, các con hiểu không? Hôm nay á, mình may mắn nhất, đừng hỏi căn mình nhé. Mình biết niệm được tiếng Phật, mình biết làm lành, mình cắm cho mẹ một bình bông. Như vậy mình cũng là ba kiếp tu rồi. Nếu mà cái nghề gì cậu Hai Thanh Sĩ nói kiếp trước để chuyên, bây giờ trở lại nhớ liền con sai. Con hồi xưa con không ở chùa, con hầu. Nhưng bây giờ cái xác gần nó đầu thai lâu ngày mà kinh kệ thì nó xa. Nên cái sự giác ngộ nó mu mu mờ mờ, nó không có hoàn hảo. Nên á, sáng cái phần căng á, cô là cô gậy phần căng thôi, xác gần đâu biết gì. Đến rồi la lối như vậy, cái tư cách không có, cái xác trần này cũng chưa có học hỏi. Bây giờ ở cái người thân cận mà lại ngay này là cái đền của cô bà quản lý, đúng không? Như vậy con đi con về, người ta đâu có nói gì mà con ở đây la lối. Cái người thân cận nói bà quản lý bà chứa tàn là tả ma yêu quái gì, nửa đêm nửa hôm nó la làng la sớm, phá làng phá sớm, ngủ không được. Có phải tội nghiệp cô không? Như vậy cái tư cách sống các vị tới vui vẻ ban ngày thanh nhã, chừng nào cô ba mời tụi con cứ ra căn hát đi, nhảy cà toàn cũng được, để con xả căn mà. Trong khi mà về con nói không được, con xả không được, nó làm như một cái mình dồn cái bình hơi chịu không nổi, nhưng móng nút bẻ co lại. Thì tụi con ca hát như là muốn nói gì được để nói cho nó quen, giống như anh Si á, nó mới là nói mà nó phải có cái âm nè. Cái người anh Si hướng dẫn chương trình phải có cái giọng nói và cách giao tiếp, rồi tư cách sống, tư cách nói, tư cách làm, đạo đức nó cũng thế thôi. Xã hội đời thường ta còn vậy, còn mình là một chân sư chân quân, một vị thánh thần mà mình không có tư cách như vậy, có đáng thánh thần không? Vô cái trường huấn luyện của nhà nước thôi, của bộ đội thôi, của bên cái nhà binh, binh quân ngũ thôi, người ta cũng có cái tư cách để mà ta giáo dục, nghĩa là học trò thí sinh và đồng đội. Còn mình một bậc chân thần nói tôi là thánh thần, bây giờ tôi trở lại mà nó ngu, đừng có nói tới, nó lòi cái ngu ra la lối trầm bậy trầm bạ lang bang rồi đi rồi nhảy võ không ba võ văn không ra văn. Cô má các con có quyền múa nhảy văn nhỏ làm cọp làm hổ gì cũng được, mà tới đồng đền được cái khai căn của bề trên thì các cái lực của trên ta khi hương đăng qua quả lên rồi, cái ở trên mẹ bề trên nó để đến con mà tránh thì ta mở căn cho con. Còn con tà thì ở trên tự các ngài thu phục. Cô đâu có thu bữa hổm. Nó về mười mấy hai chục đứa, nó xăm mình không có chỗ nào xăm hết, nó lên hổ. Vậy hết cô còn phải giả bệnh cô trốn. Nhưng tự cái thằng đại ca của nó nhập lên ông Quan Thánh, nó nói hôm nay bà đừng có sợ, tôi dẫn các đệ tử về quy y dưới bà. Bây giờ mấy đứa xăm mình xăm mẩy xã hội đen là binh không à? Hồi đó là đàn binh, binh ngũ của các, của triều đại. Nhưng mà cái triều đại hung và hiền, cái triều đại thiện và ác. Bây giờ nói về thì bây giờ mình phải lấy cái tình thương mình quan hỷ để mình dẫn, người ta nói pháp qua là pháp dụ, dẫn dụ nó để hiểu được, nó thương mình, nó nghe chứ chưa chắc nó sợ mình, đúng không? Mình muốn độ cái người đó trước hết mình phải dùng cái tình cảm đối cho nó thương mình. Nó thương mình thì tự nó nghe mình thôi, chứ nó đâu sợ mình đâu. Nó anh hùng anh bá chết nó còn sợ,
tâm mà nó biết rằng là giống như bây giờ con thấy xã hội nha không, khi nó gây án nó biết nó sẽ ở tù hoặc là tử hình, nhưng mà con người nó không dằn được. Như vậy con hơn nó là con dằn được, con dằn được, con không có thiện căn khỏi coi. Bây giờ con không làm ác à, con có căn con đi cúng lại à. Rồi con biết làm thiện làm lành, rồi con muốn ra đời cứu bệnh người ta, con có phải là Bồ Tát quá khứ không? Bây giờ làm Bồ Tát hiện đại, Bồ Tát là cứu độ. Như vậy thì phải học hỏi rồi phải nghiêm túc, đâu đó đàng hoàng làm thầy chỉnh mực. Giống như một thầy làm bên Đông Y phải có bằng mới hợp lệ với nhà nước, bên Tây Y phải có bằng, bán thuốc cũng phải có bằng. Nên cái sự cô nói là phải học hiểu biết, rồi cô khai mới chỉ cho con, khai linh xa cho con. Chứ mở linh xa sao mở được, mở căn cho con, cô mở đồ bỏ cô mở được, mà mở một cái xác trần không biết gì hết, khi mở nó tụ, tức là tụ khí âm dương nó nhiều lần điểm, con xuống cái con không có biết được, con phân điểm được là con bị điên, còn con biết thân là con điểm. Như vậy thì cô chỉ nói cho các con, từ đây tới khách khứa bao nhiêu người cô chỉ nói cho biết, rồi mình tự tu tập. Mình thắp lên á, 4 cây đèn là của quyền, còn 2 cây đèn là mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Mình cầu nguyện đèn đăng là tỏ cho cái sự tỏ ngộ và mình hằng phục cái bản thân mình đó. Như vậy thì con cúng như vậy, mỗi đêm con đôi đèn có nhiều tiền, thay vì con nhịn ăn hút gói thuốc ngày mấy chục ngàn, con hút ngày nửa gói, còn nửa gói con thắp một đôi đèn con cúng lại đi, dù con có ngu nó cũng sáng, con có khổ nó cũng giàu. Bởi vì cái nghiệp khổ là do con đã hết phước nên con nghèo, nên đó mẫu nói là giàu ta ở tiêu tam tòa ngọc lộ, thấy chúng con đau khổ đau yên, linh căn là giống rồng tiên hay tiên lập địa xuống miền trần lao, nên có đứa sang giàu đủ phước, có đứa thì nghiệp trước khổ nghèo sát trần, mẫu phải nương theo mượn hàng trăm thể, giàu nghèo cũng thương, đâu phải mượn một thể đâu, triệu triệu người mẫu mượn hết. Nhưng mà nếu nói là mẫu thì phải ăn nói chỉnh chạc nè, có lòng từ bi yêu thương nè đó, phải có tư cách một bà mẹ, một cái người mà trưởng thượng phải có tư cách đàn anh đàn chú, muốn nói cha phải có tư cách của ông cha, chứ đâu phải tầm khào tào lao bất xế, muốn nói gì nói rồi xưng người này người kia. Thật sự á, cô á chứa là một là ăn uống không thành vấn đề, hai là nhan đăng con thấy không, tới trước hết là cái người mà cô nói đạo cô phải cho ấp nha, con dồi nồi đốt đèn cúng lại. Bây giờ các con là không có tu hành gì chân chưa biết đi, mà cái căn đó con tà đi mà cô đưa nhan về con cúng lại, không phải cô độ con mà cái tâm con cải hối thì bề trên sẽ độ con. Như vậy đó là phương pháp cứu độ mà nó dạy tu nhất. Rồi khi mà ta biết giác ngộ tủ độ được thì con mới học bấm quyệt hay thuốc men gì cho nó hòa hợp với xã hội, với mọi người, với Bộ Y tế, nó không làm khó mình đó. Bây giờ con nói ham trị bệnh mình là như con là tại sao cô la, rồi trị bệnh mà không có bằng cấp, bây giờ con ma con quỷ nó dữ lắm. Nó cô có bà bạn đó, bà trị bệnh mà không có ai mà ăn tiền ai nữa, nhưng bà trị rất là đông. Nhưng một ngày đó nó chạm với bên ngũ hành, chạm với cái tụi ma quỷ đó, để bà không cúng kiến nữa. Cái nó lại nó chỉ nè, nó bữa nay tôi cho bà biết, tôi cho bà ở tù, bà giận quá, bà đang phun rượu cho người ta, bà đập cái ly cái chát, bà phun cái phèo nó ngã cái ạch nhỏ 31 tuổi chết chồng, nó nói nó đau tim, lại cái bị vậy ở tù 8 năm. Khi bà ra hồi năm ngoái, bà gặp bà nói nghe cô qua nói đạo mà phải tôi nghe cô, tại tánh tôi còn nóng, tại vì mấy bà bên ngũ hành về mấy bà nóng lắm đó, mình phải dằn nó. Con thấy không, chết vậy mà nó nói con vợ nó đau tim, bây giờ tại vì làm vậy giật mình mới chết, ở tù 8 năm đó con, chứ không phải chuyện đó mà chuyện dễ đâu. Còn ông Năm Chuột hồi đó ông còn sống á, chính là cô ở trên chị Năm nè, ông hốt thuốc cho cái thằng đó, chỉ hốt thôi 3 thằng thuốc, nó bị đau tim nó lội từ trên núi xuống, hồi đó là không có nghe, nó lội xuống, nó lội tới chỗ Thanh Long qua xuống cái dốc nó chết quẹo. Như vậy công an mời ổng là 7 ngày mà thuốc hốt thì chưa có uống á, mới ôm thuốc rồi gì hốt thuốc mà đi nửa đường chết rồi mà công an vẫn mời. Đứa tại con biết không, đời bây giờ không có phải làm dễ làm thầy làm việc đó. Nên nó con dòm coi cái người bệnh nhiều cho họ đi nhà thương, còn cái người bệnh căn con phải biết, biết bệnh căn rồi con phải dỗ ngọt bắt người ta cúng lại. Con dọ đường đi lên đó là cô, con thấy đi nghe nói chứ cô đâu có mặn ai đâu, nên cô làm thầy rất chuẩn và quay YouTube hàng mấy trăm, không ai làm gì cô là cô làm được rất chuẩn. Trước hết phải dọ đường con đau thiệt đau giả, về kêu con cúng 9 bài ngày 7 ngày. Nếu con đau căng thì con chút cúng rồi con lên tới cô liền, cô trị được. Còn con đau thiệt, đó là con đau căng,
Còn con đau bệnh đó, con cúng 7 ngày con cúng nó không gì chân, nó không nhẹ, không bớt gì hết á. Là cô lên cô coi con không được, cô chỉ đi nhà thương trị bệnh. Vì cái bệnh con đói phải ăn gạo, đau phải uống thuốc. Nên thấy bệnh căn là con trị được, vô vi được. Còn cái bệnh đau mà con mà cho uống nước mát thì kể như là xi măng ăn tụi con. Nên chị bệnh cô chỉ cái cách con cắt rồi ông ra bằng thầy. Nên cô làm thầy con thấy ông khách tới đây thích không thích cô đâu. Nói đúng hơn hồi trước á, cô khổ lắm. Cô cũng muốn có đồng tiền nhiều ít đặng nhà cửa cắt rộng rãi ra để cho bá gia bá tánh. Một là gia đình cô cũng được sự ấm áp. Hai, cái mình nói cái người hưởng trước là gia đình, sau mới có người ta mới chia sẻ giống giờ. Con thấy tụi con ở ăn một ngày, nói đúng hơn nếu mà cô không có mạnh thường quân chúng ủng hộ và không có khách khứa làm sao đủ. Một ngày 50 người khách, 20, 30 luôn. Ăn mà con thấy cô rất là vui vẻ, lại có để ăn, tụi con ăn cô còn mừng nữa. Tại vì con ăn con chia sẻ được một cái phần phước báo cho cô. Chứ mà cô cứ thủ hoài đưa nhiêu bỏ túi hết, con cô chưa chắc gì nó lo cho cô được một cái hoàn chỉnh mới của nó nuôi cho cô ăn thôi. Cái phước nó đâu có trưởng được. Nên nói con bà qua lý quậy hoài, có đôi khi cô cho người ta mấy ngựa gần mấy biết. Cô cho tụi con 500, 300 có, nhưng con của cô nè, cho nó cái nhà cao quý không? Cho nó buôn bán làm ăn kiếm sống. Đó là cô tự biết thương con. Một là không cho nó dính nợ khi nó chưa tu, để nó đầy đủ cái phúc báo, để nó còn một đàn con của nó nữa. Rồi nó không biết, nó nói con ấy. À, cho người này cái nó giờ người nào cũng cho tiền nhiều đệ tử là nó quậy. Nó nói tại sao trong gia đình không cho mà đi cho người ngoài. Nó tức nhưng mà nó chưa có hiểu được. Cô là người hiểu được. Cô phải biết con đường đó là cô tự cứu cô, chứ không phải người khác cứu cô đâu. Cô làm đúng thì trời Phật mới cho cô sức khỏe, mới cho cô được tư cách ăn nói, mới có đức để độ cho những người bệnh nhân đến đây. Còn cô làm không đúng, giúp cho mẹ này đặng mẹ đi gạt người ai giúp. Đó, như vậy thì cô nói trong cái mạng cộng đồng này, người nào làm thầy cũng hay cũng vội hết, mà yêu cầu làm đúng. Trước hết đừng nói là tôi không ăn cái gì của bá gia bá tánh, tôi làm tôi không có cắt. Nói tầm bậy, con không ăn làm, con trồng bắp ăn bắp, làm đậu ăn đậu, mà con biết trồng trái bắp, con nấu ra con mời một ít khách. Người hưởng đầu tiên là người chủ, đúng không? Con cắt cái nhà làm từ thiện, cái người hưởng đầu tiên cũng là người chủ đó. Bây giờ cái nhà con ở được, nhưng bây giờ con lao vô mấy con ở đây nè, ở ăn uống bình thường được, con bán nhà cô được không? Mà con của cô bán được. Như vậy thì cái người làm từ thiện, làm phước đức nó, tôi làm hết cho chúng sanh, không có làm gì cho gia đình tầm bậy tầm bạ, nói chuyện không có chân thật với Phật pháp. Bây giờ mình mượn cái cảnh để hóa độ chúng sanh, mà cái phước hưởng là gia đình hưởng trước, đúng không? Nó biết tu biết chia sẻ, nó biết tu, nó bán ai làm gì nó. Bây giờ của cô cắt đây là cái của công đạo của bá gia bá tánh đóng góp một cái thời cô còn để cô độ bá gia bá tánh. Nhưng mà khi cô chết đi, con cô là chủ, nó bán được mấy con có nhảy vô bán được không? Chừng lời ở nó còn đuổi nữa. Nên cô á, tại sao á, miếng đất mà cô mua chẩn dưới Tịnh Hạnh mua mấy xào cô cúng dường cho Tam Bảo là cô để cho đạo hội. Cô phải làm trước cái gì cái vấn đề này để khi cô có mất đi nó không có dành được. Nên đôi khi á, cái người nhà của cô không biết, nó bức xúc. Chứ thật sự á, cô làm đúng thì nó còn hưởng quá nhiều. Bây giờ cô không có cho tiền con cô thật, cô có cho tiền người khách đạo, nhưng cô cho nó cái nhà, cho nó miếng cơm ăn. Cuộc sống nó đâu có thiếu đủ vất vả phải đi mua bưng bán bợ để kiếm ngày bữa đâu, con hiểu không? Cho cái đó nó cao hơn cái đồng tiền mà cho mấy con bác quá, cô cho 200, 300, 500. Đó là cái chuyện nhỏ, mà cái người gia đình nó là việc lớn. Như vậy nó chưa có giác ngộ được, mấy con thấy hôm qua đó, nó chưa giác ngộ được. Nên cô phải gầy, cô phải cấm tiệt, không cho nó bước vô nhà, nó đem bắt cho cô không ăn luôn. Nó cái người ta không biết, bà Tư không biết, nói cô sân si. Chị con phải chị bằng cách đó, để mình về giáo hóa dạy dỗ nó, chứ không phải là mình sân si. Con sân si với người ngoài mới là sân si, còn với gia đình con phải nhân phi hiền bất giao vật phi nghĩa bất thủ. Con cái tiên trị gia hậu trị quốc. Trong nhà con chị không được, con nói chuyện tào lao bất xế, con nói mày ai nghe? Cái người thường người ta nghe, nhưng mà người trí người ta thấy, người ta biểu môi liền. Đó là của cái đạo của chị cho con đó. Làm thầy có tư cách sống, tư cách ở, tư cách ăn và sinh hoạt nữa, đúng không? Giống như cô nói trên lưu tấm nè,
cô nói để mà nói để nghe thôi, trên YouTube mạng cộng đồng nghe thôi, chứ cô không phải nói mà nói gì tiền. Giống như có thằng Tấn Dũng, Châu Phú còn có cho giống một cái đợt nó phát quà, nó mua hết quà, nó cho cô được 4-5 triệu. Tại sao cô để nó mua cô không lấy? Bởi vì từ thiện bây giờ mười nó bể hết tới 8 rồi mà cô giữ nữa. Bây giờ cô có tài sản là cô mua bán đất đai, cô có tiền, biết người ta nói bà quản lý bà nhờ ăn của chúng bà giàu, nên cô không giữ cái quỹ từ thiện đó, cô để cho người đứng tên có trách nhiệm. Bất quá cô đứng cô phát thôi, cô làm có tiền cô mới có tự do cá nhân của cô. Sao ai có nói gì, cô là người làm ra tiền cô sẽ sinh hoạt được, cô cho người ta. Còn đừng nói cô không có nhận của đàn na, cô cũng nói trên mạng cộng đồng có những người thương cô cho cô gửi cho cô 200 đô, 100 đô hay gì thì cô cộng lại cô xài không nữa, cô cho người tâm linh chứ cô không phát cơ nhở. Những người ta đến đây là có khi ta đau ốm bệnh hoạn, cơm không có, ăn không có, cô cho 200, 500, một ngày không có ngày nào mà cô ba không cho ra dưới 500 với 1 triệu bạc. Bây giờ cái tiếng cô đồn qua cô ba làm thứ có tiện rồi, xe lôi xe kéo người bệnh, người hoạn, bệnh hoạn rồi đâu người chết nữa. Con thấy không, cái bữa đó bà này bà còn nói chết ai ông nội ngoại gì chết không biết, lại xin cô mà phải ra giá 700 chứ 500 nó không chịu lấy nữa. Đó là bà này bà thấy bà nó nổi bực ở đời, nên mình phải đứng vào một cái cương độ đó. Có đôi khi ta khiến cái người đó lại thử thách mình sao, nên mình bình tĩnh. Mình lấy cái người này ngày nay đừng triệu cho người đó 700, có thành không thành vấn đề. Giống như biết chia sẻ thì không tiếc, nhưng không chia sẻ là tiếc. Còn cái người ở đây cô cấm nè, giống như khách ở đây ăn uống hay cái gì cô cho thiếu nó ở cô ba, con muốn mua cái đó cô mua cho tụi con ăn, nhưng mà xin tiền khách cô biết rồi cô đuổi liền. Cô ở đây từ nghèo khổ cỡ nào khổ, từ đó giờ mấy chục năm cô chưa xin tiền một người khách nào, hoặc ở hải ngoại Việt Kiều nào cô lên tiếng cô xin vào 100 đô, chưa bao giờ có. Người ta mình đủ đức, người ta thích mình ta cho, mình xài, còn mình xin nó sẽ mất cái thể diện. Nên cô thấy một số người nó chưa có hiểu được đủ đức rồi tiền có. Cô nói như giọng nó hai theo cô lính cô 20 năm mà nó bị lên ông hổ, nên nó không có gì lắm, hiền đàng hoàng, nhưng có cái nó ở dơ, bị ông hổ á, nó ở nó ngủ cái chỗ ngủ nó cũng dơ nữa chứ không có sạch nữa đó. Cô nói đúng 20 năm rồi đó, là mày trả hết cái nghiệp ông chủ quyền mày trở về thì bây giờ sao mình sẽ có nhà, có người ta từng cho tiền bạc sống nó đủ phước rồi. Bây giờ có xe cũng có, ta cho hết tiền ta kêu làm thẻ ta gửi xài, con thấy không, phải phước đức cái trả rồi cái thiện cái khổ con. Bây giờ người ta nói mày nè, nói gì cho mày mừng nè, bây giờ mày làm biết sao. Hồi đó cũng là trong dòng tiểu thơ con của nhà giàu có của triều đại, bây giờ trở lại cái sắc nét cũng đẹp rồi, có tài sản vợ chồng, mà bây giờ phải lên để về đơ đơ mà hầm tới đất đai đồ tiêu tan hết không còn gì hết. Mà cái con được cô bảo đảm con luôn, sao con sẽ có thêm một người chồng nữa giàu có và tương lai hạnh phúc. Nhưng con phải tu đủ chỉnh, con tu tới nước con 56 tuổi con mới gặp cái duyên phận. Còn con bây giờ mà con mộng cái đồng tiền con sẽ khổ hoài. Vì đồng tiền không ai không mộng, mà con người trong tâm mà tu nói con đã đi tu rồi còn tính cái hai cái giới là tiền là con sẽ không được phước. Đừng nói mình không xài tiền, tiền biết xài, biết mua, biết sắm, đó thật luôn á đó. Chứ không phải đừng không xài tiền, không phải cô khoe tiền anh em hồi đó giờ mua đâu đó đủ rồi, cô sắp cho khách sạn về một ít cho bác Lý để mà tiếp khách sang trọng xa gần. Để cô là cái mộng của cô không phải vì tiền của cô chúng, mà cô muốn tiếp cho những người nhân hào nhân sĩ, cái người cao đó, cái người có trách nhiệm đang làm việc với nhà nước hiện tại và cái người làm việc trên hội Long Hoa, thì người đó phải có tư chất này, tư cách này, có chất lượng đó, cô tiếp theo dạng khác. Còn ở chỗ cô ngủ vắt dơ vắt mã gì nó lên tới bà quản lý, bữa đó cô chứa cái thằng xì ga ma túy.